Bà là giờ mà chụp cái mà đón tiếp là Unit 28 nhiệm bị must hơn nên can't à, có chia được có mình ai thì chính như mà mưa thì họ thì study this example nó sẽ xa vì thì họ này my house is very near to the motorway tiền bọc dân cư về này có bài lời chiến nè very near it must be very noisy vì bọc có chia lòng nó hao em đây nè rồi có việc có chiều miền xung đầy khăn nè nhưng mô thơ về nó cứ chỉ phải chết nè phải chết được phải thông thì mai hai là phải thông nó nghe biết là phải thông mà mát cứ chỉ phải cái bạc bò lươn nói cùng ở đảo cô nói lấy cái bài phải thông ấy bạc lan bạc bò lươn nó nhặt của thế này à phải thông mà phải chết hai mô thơ về đấy mô thơ về chứ nó phải là dưỡng kết hà với mỗi việc bậc có chỉ việc có chỉ cứ dùng vào việc must be đó, must be we use must to say that we believe something is certain dùng vào việc must nó nằm bên dưới tha dùng chưa chết thả vậy mỗi việc nó việc việc chưa bắt lo vậy mỗi việc chưa bắt lo is certain ủa thế hồ you've been traveling all day you must be tired nhà anh bạn vừa đồng nào bình mật ngày vậy nè có thể họp này you must be tired okay just traveling is tiring các thương là cứ bị nơi họp and if you've been traveling all day hoặc là sân mà chúng anh bạn thường là bình một ngày so you must be tired chứ này có chỉ họp này okay. Những người thì họp tốt Joe is a hard worker Joe nó cứ chỉ nè bằng bánh thử cả nên ở đây bằng bài thực ca đấy bằng nên ở đây bằng bài thực ca you are a hard worker nè anh cứ chỉ nét đấy bằng bài thực ca chú nè tiếp này đi mà nếu mà nè gì đó mình nè tiếp là mình nè tiếp cho chú chú à, you must be joking nè anh bất có chỉ nè anh có chỉ dễ lý nhé he doesn't do anything qua không biết thua gì thì so why you say he is a work hard worker hay là phải chua nữa hả okay. Nhưng mà nhẹ mà nhẹ là thế chua nào thế dùng nhẹ anh dễ lý nhé còn nó cứ không thôi sai tiền ok nên cứ you must be joking chứ những tục biện đó nè là bây giờ là cái nhẹ anh dễ mà thì mình thử được hay dễ lý nhé you must be joking ok ok mỗi tiền Louise must get very bored in her job Louise nó có chỉ thun khẳng này get very bored okay get very bored okay thun clang na the reason for got chi thun clang na the pe la ne ai a the pe la ne ok ne thun ai muoi you get bored okay you get bored and ko you thun to get very bored ko thun na chính lobby nó got thun nó got bơ got chi thun chi muoi nang ka ngia robos nieng clang na in her job clang na she doesn't do, she does the same thing every day nhưng cứ thưa từ rương từ đai từ đai rồi ngày the same thing every day chim sẽ nhẹ này là ưu tiên hoa tha và sân thì dương cứ chỉ nhẹ thưa ca này luôn chạy ai muối và sân dương đấy dương đây rồi ngày chân càng nghe dương đây và dương có thì must be very bored rồi coi như là must get very bored nè cái việc cứ thôi nè ok chắc là bây giờ chưa tha vậy mũi cứ chạy lẹ có tình trạng ấy nhưng mà bị must nè must ok we use can't nhưng mà bị can't nên to say that we believe something is not possible nhưng mà bị can't là mình dễ tha nhưng chưa chạy tha vậy mũi cứ mình ai từ rồi ok không nên ấy mỗi việc bị bắt cóc mỗi việc mình ai tự rủi chắc nó cho bạn được nè mỗi cho bạn tha tự rủi mỗi cho bạn tha mình ai tự rủi chắc là must hay là khá nó cứ bị bắt chia từ đại cái này nhưng mà you just had lunch you can't be hungry again already nè anh tự tệ nhằm mà hạt cái trống nè anh mình ai nâng clean đi đây you can't be hungry already nè mình ai clean đi đây we don't expect people to be hungry immediately after a meal chứ mình rụng bấn tha mình nữ tu tớ nó cứ quạt clean rồi phim phim rồi bị nhắm nhắm hà thì okay. Ok they haven't lived
here for very long. Pua kê mình bán rùa nơi tì nì. Ở dạ bê dù mà thì. They can't know many people. Pua kê mình ai school mình ưu chả là thế. They can't know many people. Thế dựng đăng ấy. Vì sao dựng mình tại nơi lại đang dù. Mình bán rùa nơi lại đang dù. Ta dựng ai school mình ưu chả là thế. Ta dựng ai know many people cả thế. Nhưng vì mình ai chứ. They can't know many people. Ta lấy những structure, những một tầm rộng, rồi bảo vệ chẳng mình. You, she, they, he, she, it. Bà bà thiên ấy cái đó ấy. Nhưng phần must, rồi có can't. Bộ chứ mình be, being, get, no, have. Và chứ như phần chứ mình đang base, base form. Ok, chứ phần chứ mình đang base form. À, be nên mình tầm rộng be tired, be hungry, be at work, như này thế. But got you must be tired, but got you hot, must be hungry, but got you clean, must be at work, but got you nâng cái lãnh thử cả. Đó phải be ai ăn chí là còn bùng tại thử ấy mùi nè. Must be doing, là got you còn bùng tại thử ấy mùi. Must be going, but got you còn bùng tại tới nè. Must be joking, but got you bùng dễ lê nhé. Ok. Can't get, can't know, can't have. Ok. Chỉ là mình ai nâng. Get, tour, đăng, rồi có miền. Get nó chúng ta biết từ chỉ bộ phẻ thà đôi to be chẳng ná. Chẳng vẻ sợi. Chẳng như còn là đăng thà bộ phim must can't. Nó cứ như bở chứ mùi nâng base form. Nó chứ mùi nâng kỹ sát thông lòng đa hơn. Khi dùng mà mơ tăng ngon khá này chứ mùi nâng be. Study this example. Nó sạc sáp biết tí hồn này. Chỉ sợi phát này là sao ta. Tâm bất tư. Chẳng khá nhông. Do phá lắm mà hiền là về chẳng thế cái lạnh khá viên nơi xó đàm. Ok, nhưng như sức sao thì hồi này. There's nobody at home. They must have gone out. Ta không biết là nà kia nơi tiết ấy. Nhưng bộ kê bộ có chí. Bạn chẳng ta cậu bạc hỏi. Nhưng như bạn riêng nói hỏi. Nhưng là have gone. Cứ vì tùm rung present perfect. Must have gone. Must have gone. Vì mình mến chia tùm rung perfect thế là bây giờ phổng vì mắt nó mới tới tùm rung tay tất cả tùm rung tay tất cả thế bây giờ dân dễ thả rương ai mùi gặp lại cả là ơn nó không tay tất cả là gì must have nó với đôi chưa à tùm rung khu tay can't bỏ dương hiện bị môn mà chân chứ là không yên bình ai cái nơi tia thế bộ quê bộ có chiếc bàn chân nhạc lại bà đây. Okay, must have gone out. Martin and Lucy expected their friends to be at home. Martin and Lucy nó dùng phương tha mượt nó bỏ phụ kiến nó cứ nó kia. They rang the doorbell twice, but nobody has answered. Lucy says they must have gone out. There's no other possibility. Anh chàng phụ kiến nó mà chốt cặp đằng thuyền bí đồ. Bần tái không biết là answer. Chào tốt chứ mùi nâng, bố kê đấy. Chẳng Lucy nâng dễ tha. They must have gone out. Bố kê bọc có chìa bàn trên nhà cửa bà đài. Kê nhé. Chẳng there's no other possibility. Bố kê chứ bà hát. Đời nâng kéo phát trên nhà cửa bà đài. Ok, chẳng for the past. Chẳng rạp ở tay tất cả. Nhưng bà must have. Hay nâng can't have. Nâng dễ riêng đấy. You need muốn có những bàn chụp đấy. Can't have. Nhưng nó tay cả nhưng bà have. Nâng. Perhaps my joy. I lost one of my gloves. Tha khnyom ban bat som dai muoy robas khnyom. I must have dropped it in somewhere. Khnyom pakot che ban thleak vea neu kalai na hai. I must have dropped it somewhere. Chung that's the only explanation I can think of. Vea keu che ka ponjol tae muoy kot na khnyom aich kot da. Bởi khi em bắt xong này mới biết bắt con đi thật lẽ nơi tam phần lời thật lẽ nơi lại nè. Chứ vì cứ chi cả cực mũi là khi em cứ thật vì mình thật rương lắm thế. Mình thật lẽ tam phần lời thật lẽ nơi lại nè mà bắt con mũi. Chứ chứ bằng tay là bây giờ bỏ xa lại nè. Cứ bây giờ bắt thật lẽ nè. Vì mình thật lẽ lời nè. Vì thật lẽ nơi tay đặc cao. Nên bây giờ như vậy là bỏ hay mũi và cả là nơi tay đặc cao. Là như bắt con chi cả là nơi tay đặc cao. Như bởi must have dropped it somewhere. Chà, have drop nó cứ một chiếc ảm bị cả drop nó bị cả là nó không ở tay đặc cá. Hồi dùng bật cót thả vía. Bây giờ về thật lẽ nó ở tay đặc cá. Ok, dùng mưu tiêu hộp đó. We used to live very near to the motorway. Did you? It must have been noisy. Chúng tôi luôn nơi bài phần chiếc rồi gặp lời thông.
Ồ, nè, anh club à? Did you? It must have been noisy. Vì có chi mình xung đầy đồng khán kháng thế. À, bế nó à, nó tay cả must have been noisy. Ok, ta, Sarah hasn't contacted me. Sarah nó cứ mang tiện tơ mà không nhầm sao. She can't have got my message. Nhưng cứ mình ai mang tự tù xa bọc nhầm đi. Nhưng có chi mình ai mang tự tù xa bọc nhầm đi. She can't have got my message. Chính dịch trong một giai ông bị nên gọi bàn tùa là bàn tùa xa chẳng có chuyện tây tất cả là bàn tùa xa chẳng have got my message. Ok, Max walked into a wall. Max nó cứ bàn đá bốc chuyện chuyện chẳng he can't have been looking where he was going. Cái con nó mình ai nè đừng ban cầm bông tại mưa nơi ti ti nơi 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 tứ đá cái này có thời tư thì nó where he was going. Ok, chính là p đây là dựng bộ slide không tầm rung mà tay cá này tay cá cầm bông to như phở have been looking. Ok, have been looking people past tense mà tay cá have bộ chỉ muốn past participle ở chân past participle là be tay been hay verb ing chúng ta này tới verb ing been looking nhưng mà okay. Yeah, where he was going. Okay. Past continuous in German. Was con was going. Tại là như vậy, the structure is are you he must or can't will have been ing gone got known. Và chính tập rồi mà viết nó cứ như subject một chữ muốn must or can't một chữ muốn have một chữ muốn kể sắp cả lòng thì bay nè kể sắp cả lòng thì bay. Đó, rồi có những gì ta participle. Okay, you can use couldn't have instead of can't have. Cho nên anh ai para bịa ta couldn't have nó chấm nu hỏi bịa ta can't have. Giả bịa pí ban được cái gì couldn't have có ban, can't have có ban. Chính Sarah nó cứ couldn't have got my message. Sarah cứ mình ai nhưng bạn tu sa hoặc như vậy chứ những ai phải Sarah couldn't have got rồi có Sarah can't have got phải bạn từng bị. Ok, Max couldn't have been looking where he was going. Chứ Max nó cứ mình ai nhưng bạn rõ khơi nhé mình ai nhưng bạn rõ khơi cứ Max nó cứ mình ai nhưng cầm phun tại mưa tại rõ cái này có cầm phun ở đá tại sao là ở bên mưa mưa plug đi chẳng hạn như thế where was going ở đây mưa tứ tá có thật tới đi đã bọc bọc chèn như mình chạm này có đã được bọc bọc chèn chứ Max couldn't have been looking where he was going chắc lại khá nó chừng ai phải khuất bạn ai phải khuất bạn. Ok, lòng hát này tìm tì hồi dưới nâng thư lòng hát có khá điện á chẳng chụp lên video cỏi thư lòng hát có khá điện là mời dừng chút ba can't chúng mình là must phải chúng mình present rồi có phải chúng mình past tense nhưng para vì ở chỗ ba ở thua lọt ngọt đấy chúng mình là cả thua thua hạt